Và xin mời anh chị em chúng ta vào lớp để cùng thầy chúng ta cùng nhau giải đáp bộ đề số 24 của kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính của Bộ Tài chính năm 2023. Thì với bộ đề này thì thầy tập trung những nội dung mà anh chị em cũng đã thấy rồi, Thầy xoay chuyển cho quanh chị cái các bộ này đi xong á, phần văn hồ sơ bản cuốn. trọng tâm của kỳ thi, đó là Hiến pháp năm 2013, Đóng nội rồi. dung Đóng. của Chưa văn đóng. bản của Luật Tổ chức Chính phủ 25 sửa đổi 29 của Nghị định số 14 2023 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, của Nghị quyết số 52 năm 19 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia của mạng lần thứ tư, rồi Nghị quyết số 11 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, và văn bản cuối Qua cùng 16 là có văn cái bản số gì thế? 6 nằm trong cấu trúc đề thi số 24, đó là liên quan văn bản nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương ban hành năm 2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Thì chúng ta thấy rất là rõ các cái câu hỏi mà thầy cũng đã hướng dẫn cho anh chị em trong các cái bộ đề theo từng văn bản, và đây là những câu hỏi được nhặt ra trọng tâm nhất anh chị em nhé. Chúng ta nhớ những nội dung trọng tâm mà có trong đề thi của chúng ta, bộ đề thi 60 câu. Thì chúng ta thấy với câu hỏi số 1 này, theo điều 94 của Hiến pháp năm 13 thì chính phủ là cơ quan chấp hành, chúng ta nhớ rồi, cơ quan chấp hành của cơ quan nào thì chắc chắn là chúng ta phải chọn phương án B này, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Thì chính phủ là cơ quan chấp hành Quốc hội chính là cấp hành các văn bản do Quốc hội ban hành, đó là hiến pháp, Chủ đó minh là lương định nó đòi bỏ luật, đó đi. là nghị quyết, đúng không ạ? Chúng ta thấy rất là rõ, trên cơ sở đó thì chính phủ sẽ điều hành. Điều hành chính là tổ chức thi hành các văn bản pháp luật của Quốc hội. Đó thì chúng ta nhớ như vậy. Trong hành chính chúng ta nhớ luôn nó cặp quan hệ là chấp hành và điều hành. Đây chính phủ là quan chấp hành của Quốc hội anh chị nhá. Ta đi tiếp với nội dung ở câu hỏi số 2 gắn với điều 95 của pháp 13, họ nói rất rõ gắn với điều. Thì chúng ta thấy ở đây câu Có hỏi đặt ra với phương án nào dưới đây là đúng với cơ cấu tổ chức của chính phủ. Thì chúng ta nội dung này thì sau đó cũng được quy định chi tiết trong nội dung của Luật Tổ chức Chính phủ 25 sửa đổi 2019. Thì về cơ cấu chính phủ thì chúng ta biết rõ rồi. Đó, chúng ta thấy sẽ gồm gì? Thủ tướng, các phó thủ tướng, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chứ họ để là các thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ này không phải. Chúng ta nhớ nhá. Thì như vậy phương án đầy đủ chính xác nhất đó là chính Còn là phủ tất cả gồm những thủ bộ tướng, nào phân các loại phó thủ vụ ấy tướng, là chị cô các khách bộ trưởng, thủ trưởng ngang bộ. Thì chúng ta thấy với chính phủ nhiệm kỳ 2021 ấy, chúng ta có đổ một đổ thủ tướng là đồng chí Phạm Minh Chính, bốn cái gì phó thủ tướng đầu lại tiên đầu nhiệm kỳ có đồng chí Phạm cô Bình Minh, phó thủ tướng thường trực đồng chí Vũ Đức Đam, gọi rồi đồng chí Phạm Hồng Hà, đúng không ạ, rồi là đồng chí Lê Minh Khái. Nhưng mà chúng ta sau vụ Việt Á và những việc khi chuyến bay thì đồng chí Vũ Đức Đam và đồng chí Phạm Bình Minh liên quan kỷ luật, nên chúng ta thấy là cho Bộ Chính trị đã cho thôi chức, đúng không? Thôi chức vụ đấy, thì bổ sung bằng đồng chí Phạm Hồng Hà, xuống đi, đó bố là mới định nói đồng chí đây, Thủ tướng, và đồng chí Trần Lưu xuống Quang anh chị nhá. Thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây trong cơ cấu chính phủ. đóng Và ngoài lại đi ra luôn thì cũng với đã bố mới thêm đi. phần đầu là thêm đồng chí Phó Thủ tướng Vũ và Lê Văn Thành đấy, đầu nhiệm kỳ thì đồng chí Lê Văn Thành, nhưng đồng thấy đồng chí Lê Văn Thành rồi mới mất đó. Thì chúng ta thấy hiện nay thì có bốn phó thủ tướng, đúng không ạ, đồng chí Phạm Hồng Hà, đồng chí Trần Lưu Quang, rồi đồng chí Lê Minh Khái, đúng không ạ. Thì chúng ta thấy đã được bổ sung thành viên chính phủ gồm có 18 bộ trưởng, đúng không ạ, rồi bốn thủ trưởng cơ quan ngang bộ này, chúng ta nắm bắt giúp vào đây. Ta đi tiếp với nội dung ở câu hỏi số 3. Theo nội dung trong quy định điều 95 Hiến pháp 13, nhận định là sau đây là đúng, đúng không ạ? Thì liên quan với cơ chế làm việc đấy, thì chúng ta thấy rất là rõ của chính phủ. Thì chính phủ sẽ làm việc chế độ tập thể và quyết định theo đa số, anh chị nhá. Thì chúng ta chọn phương án chính xác, đó là phương án C, nó thể hiện rất rõ trong nội dung của điều 95 Hiến pháp năm 2013, quy định rất rõ về chế độ làm việc của chính phủ, đúng không ạ? Quy định trong nội dung khoản 1 đấy, chúng ta thấy. Và chúng ta nhớ cơ cấu phương thành viên chính phủ thì do Quốc hội quyết định, đúng không ạ? Thì sắp tới cơ cấu các bộ thì đã tới là trong lộ trình sắp tới thì chắc cũng sắp xếp một số bộ. Ta hiện tại bây giờ là có 18 bộ thì chúng ta sẽ giảm khoảng còn 16 bộ, thì chưa kể các cơ quan ngang bộ cũng sẽ giảm một số cơ quan. Đó thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây. Và thì rất mong anh chị em chúng ta làm ơn vào lớp, chúng ta thực hiện việc tắt mic giúp thầy như anh chị Thanh Nhân, và chúng ta có thể mới ta chưa quen.
rồi anh Khánh, anh Khanh và anh Tuấn này, và anh chị em nhớ giúp ở đây, thầy nhắc nhiều lần với trong bộ đề thầy cũng đưa lên rồi rất là kỹ, anh chị em lưu ý một chút anh chị nhé, cảm ơn các anh chị. Vâng, mọi người nghe rõ chưa trong những cái câu hỏi vừa rồi? Thì chúng ta nhớ giúp thầy đây trong các đáp án. Đấy, câu 1 chúng ta chọn là Quốc hội, đó, là cơ quan, chúng ta thấy rồi, chính phủ là quan chức hàng Quốc hội. Và về cơ cấu tổ chức của câu 2 chúng ta nhớ phương án D, đúng không ạ? Đấy, gồm thủ tướng chính phủ, các phó thủ tướng, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Thế còn về nhận định, chúng ta thấy trong cái đáp án này chúng ta chọn phương án chính xác, đó là phương án C, chính phủ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số được quy định tại khoản 1 điều 95, đó. Ta đi tiếp với nội dung tiếp theo, câu hỏi số 4. Đấy, chúng ta thấy mỗi lần nhắc lại cái việc tắt mic này nó làm mất nhiều thời gian và chúng ta thấy nó mất cái năng lượng làm việc ấy. Thì rất mong anh chị em lưu ý giúp nhá. Đó, vì chúng ta cũng anh chị em đã kinh qua rất nhiều công việc và cũng hiểu được này rồi. Rất mong anh chị em giúp thầy việc đó. Xin cảm ơn các anh chị. Chúng ta đi tiếp với câu hỏi số 4. Theo điều 95 của các 13, hình thức hoạt động là dưới đây là hình thức hoạt động của chính phủ. Đó thì chúng ta thấy là thông qua các hình thức hoạt động thì chúng ta thấy quy định rất là rõ, và thông qua các phiên họp ta thấy định kỳ hàng tháng hoặc là những cái phiên họp đột xuất anh chị nhé. Đấy, thì chúng ta thấy ở đây là liên quan đến hình thức hoạt động của chính phủ, thì chúng ta nhớ cho thầy ở đây phương án chính xác đó là phương án C anh chị nhé. Ta đi tiếp với nội dung ở câu hỏi tiếp theo, đó là câu hỏi số 5 theo điều 96 hiến pháp 13, câu nhiệm vụ quyền hạn của chính phủ. Thì ta thấy trong quy định hiến pháp điều 96 ấy, thì chúng ta thấy là có 8 nhiệm vụ của chính phủ với cái từ khóa như tổ chức thi hành này, đề xuất xây dựng chính sách này, thống nhất quản lý nền kinh tế văn hóa này, trình quốc hội để thành lập bãi bỏ các bộ quan bộ, rồi trình ban thường vụ liên quan thành lập giải thể địa giới hành chính dưới cấp tỉnh này, như cấp huyện cấp xã, rồi thống nhất quản lý nền kinh hành chính quốc gia, rồi bảo vệ lợi ích nhà nước, rồi đầu thúc đàm phán ký ước quốc tế, rồi phối hợp ủy ban trung ương mặt trận và cơ quan trung ương và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện nhiệm vụ hàng mình đấy, 8 nhiệm vụ hàng chính phủ. Thì như thầy vừa chia sẻ như vậy thì chúng ta thấy đáp án đứng ở đây, ta thấy từ khóa thống nhất quản lý hành chính quốc gia đây rồi, rất là rõ ở đây, trong nội dung là một trong 8 nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại điều 96 hạn của chính phủ anh chị nhá. Thì chúng ta thấy rất là rõ, còn nhiệm vụ này ta thấy quản lý biên chế này gắn với bộ nội vụ ta thấy rất là rõ rồi. Nên còn chúng ta thấy ban hành pháp luật hay phân cấp hay nội dung quy định của ban hay thẩm quyền của quốc hội, theo nội dung rất rõ hay là quyết định thành lập một liên ngành tổ chức sự nghiệp công lập, thì nó không nằm trong nội dung quy định các từ khóa mà chúng ta thấy gắn với nhiệm vụ quyền hạn của chính phủ anh chị nhé. Nên còn chúng ta thấy được rất là rõ trong cái đáp án này, chúng ta chọn phương án. Đi tiếp với câu hỏi số 6, với theo quy định điều 96 của hiến pháp năm 2013. Vẫn còn anh chị ở Oppo đây, và ta vui lòng tắt máy giúp và lấy thời bị gián đoạn này tại sao rất mất thời gian anh chị lưu ý giúp. Thì với câu hỏi số 6 thì chúng ta thấy ở đây với nội dung trong quy định thì trong các chức năng sau đây sẽ là không phải là của chính phủ, thì chúng ta thấy rồi những nội dung về liên quan cơ quan chính phủ chính là cơ quan hành chính đúng không ạ, tổ chức điều hành các hoạt động, thống nhất quản lý các lĩnh vực của đời sống từ kinh tế chính trị văn hóa xã hội, rồi liên quan đến thống nhất bộ máy hành chính từ trung ương đến cơ sở, rồi bảo đảm thi hành pháp luật, đó là cái chức năng rất rõ của chính phủ. Thế còn chúng ta thấy liên quan về đối nội đối ngoại thì chắc chắn là những cái nội dung này nó nằm trong cái phần quy định liên quan đến cái thẩm quyền và chức năng địa vị pháp lý rất là rõ của chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia, liên quan các vấn đề đối nội đối ngoại của nhà nước, quyết định những vấn đề quan trọng. Quyết định cơ bản trong nội dung của trong quy định trong hiến pháp là thấy rồi đúng không? Trong các nhiệm vụ về quyền hạn là thấy rất là rõ ở đây. Thì chúng ta không phải thì chúng ta thấy rồi những cái vấn đề cơ bản nhất về đối ngoại của nhà nước và trong cái phần quy định vai trò trách nhiệm những quyết định quan trọng đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rồi không thể gắn đây trong cơ quan hành pháp được, những nội dung mà chúng ta thấy đã được quy định rất rõ trong cái phần hiến pháp năm 2013, những nội dung mà chúng ta thấy xuyên suốt cụ thể với các phần quyết định về những cái việc quan trọng thấy rồi về đối nội đối ngoại trong hoạt động
của nhà nước đúng không? Là thuộc thẩm quyền của Quốc hội chứ đây không phải là của chính phủ. Ta đi vào câu hỏi số 7, gắn với điều 96 và 13 quy định chính phủ phối hợp với cơ quan nào sau đây để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của chính phủ. Thì phối hợp thì chúng ta thấy nằm trong cái nội dung khoản 8 mà thầy đã trao đổi anh chị em đấy, đầy đủ chính xác nhất là thấy phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đúng không ạ, và các cơ quan trung ương của tổ chức chính trị xã hội, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh Công đoàn đấy. Chúng ta thấy là đầy đủ chính xác ở đây, chúng ta nhớ là phương án B đấy. Còn chúng ta thấy như mặt trận tỉnh là không phải đây rồi, chúng ta thấy bạn chị Đỗ Thủy chúng ta lưu ý một chút ở đây. Và không biết là phải không biết bao giờ các đến chúng ta đến thi xong rồi vẫn trước khi ngày thi và chúng ta vẫn còn hiện tượng như này, thì rất mong một lần nữa anh chị em cố gắng giúp một cái, và như này thì ra khó quá. Đây, tiếp với hỏi số 8 liên quan đến nội dung trong các 13 xác định nội dung không phải nhiệm vụ quyền hạn của chính phủ. Thì chúng ta thấy tổ chức thi hành là chắc chắn là gắn với nội dung của chính phủ rồi, thống nhất về kinh tế văn hóa xã hội, đề xuất xây dựng chính sách trình quốc hội. Thế còn chúng ta thấy như nội dung làm luật và sửa luật, chúng ta thấy nằm trong chức năng nhiệm vụ rất rõ trong nội dung khoản 1 của điều 70 của quốc hội, thì không phải chắc chắn chúng ta là A đúng không, chúng ta thấy rất rõ làm luật và sửa đổi luật thì là thuộc về quốc hội chứ không phải là thuộc chính phủ. Ta đi tiếp với câu hỏi số 9 là theo 13 việc bãi bỏ của văn bản của chủ tịch ban cấp tỉnh có nội dung trái với hiến pháp mà thẩm quyền, thì chúng ta thấy rất rõ đây là thuộc về thẩm quyền của thủ tướng chính phủ, thì chúng ta nhớ ở đây là chọn phương án chính xác ở đây đó là phương án C anh chị nhá. Thì chúng ta thấy rất là rõ nội dung này quy định về thẩm quyền quyền hạn của thủ tướng chính phủ đã được quy định tại điều 98. Chúng ta thấy hàng loạt từ lãnh đạo chỉ đạo chịu trách nhiệm nội trình quốc hội đình chỉ, trong đó thì có nội dung về việc bãi bỏ văn bản đấy, thì chúng ta thấy là liên quan đến cái phần quy định về văn bản của chủ tịch tỉnh mà trái với hiến pháp anh chị nhé. Đó thì chúng ta thấy ở đây ngay khoản 4 của điều 98 quy định rất rõ, anh chị lưu ý giúp. Và chắc là lúc em mới vào đấy bạn Thủy ạ. Vâng, thì có biểu tượng mà thì thầy mới sau đó thầy tắt đi, chủ động để tắt đi đấy. Vâng, thì chúng ta lưu ý anh chị nhé. Vâng, phải phải cân nhắc này, tôi dùng quyền tắt mic hết đồng bộ, thì cũng muốn là anh chị em có ý kiến gì để chúng ta có, mà thôi chắc này như này phải cân nhắc lại. Mà chúng tôi là ngày nào cũng cái việc mà nhắc tắt mic như này. Mà ra đi tiếp với ở số 10, chức danh bộ trưởng hiện nay có bắt buộc phải là đại biểu quốc hội hay không, thì chúng ta thấy trước bây giờ thường nhé thì chúng ta thấy là sẽ là đại biểu quốc hội, nhưng mà chúng ta đây có những nhiệm kỳ chúng ta thấy là bộ trưởng không phải là đại biểu quốc hội, thậm chí là không phải là ủy viên trung đảng như đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến ấy, đúng không ạ, bộ trưởng bộ y tế đấy. Thì ở đây chúng ta thấy trong quy định hiến pháp không bắt buộc là bộ trưởng phải là đại biểu quốc hội. Chúng ta thấy rồi trong hiến pháp hiện nay những chức danh chúng ta thấy rất là rõ như tổng bí thư hay là chủ tịch nước hay thủ tướng mà nó chủ tịch quốc hội và tứ trụ triều đình đấy, thì là bắt buộc là chủ tịch quốc hội rồi đúng không, à, là đại biểu quốc hội hay là phó chủ tịch nước cũng vậy, những chức danh đó. Nhưng còn với bộ trưởng thì chúng ta thấy là không bắt buộc đó, như vậy. Ta đi tiếp với nội dung câu hỏi số 11, theo mắt 13 cơ quan nào dưới đây không nằm trong hệ thống cơ quan nhà nước, thì trong hệ thống chúng ta thấy rồi các cái cơ quan mà liên quan được quan quyền lực chính là quốc hội đúng không, rồi cơ quan xét xử chính là tòa án, cơ quan kiểm sát chính là viện kiểm sát dân đúng không. Thì như vậy chúng ta thấy là đây là chính là những nhánh quyền lực nhà nước từ lập pháp, hành pháp và tư pháp. Vâng, thì chúng ta thấy rất rõ ngon như vậy ở trong hệ thống chính trị chúng ta, anh chị học chương trình trung cấp là thấy rồi, hệ thống chính trị chúng ta thấy gồm đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội A đúng không, B hay là D này nó nằm trong cơ quan nhà nước đúng không đấy. Và chúng ta thấy ở đây nó không liên quan đến cơ quan nhà nước thì nó chỉ có ba cơ quan này thôi, như vậy thì không có cơ quan đoàn thanh niên đấy, nó chỉ nằm trong hệ thống chính trị thì là đúng, nhưng mà đây cơ quan nhà nước thì ba cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp thì không có đoàn đoàn này nha, vì đoàn bản chất là tổ chức chính trị xã hội thì chúng ta cần lưu ý sự phân biệt giữa đó. Câu hỏi nếu là nằm trong tổ chức chính trị thì là đúng, hệ thống chính trị thì là đúng, là cơ quan nhà nước thì lập pháp đúng không, đây là xét xử chính là tư pháp, là cơ quan giám sát là tư pháp đấy đúng không, ngoài ra có hành pháp chính là chính phủ. Câu hỏi số 12, chúng ta thấy với bản hiến pháp năm 46 là pháp thứ mấy của nước ta, thì chúng ta thấy với thời điểm này chúng ta có 5 bản hiến pháp, hiến pháp đầu tiên là pháp 46 thì đây chính chắn là đây là bản hiến pháp đầu tiên rồi, pháp thứ hai là pháp 1959, pháp thứ ba là 1980,
1992 và 2005 ta đang áp dụng hiện nay, năm 13 anh chị nha. Ta đi tiếp với câu hỏi số 13. Liên quan đến nội dung các 13 thì được Quốc hội khóa là sau đây soạn thảo và thông qua. Thì chúng ta thấy là hiện tại thì chúng ta đang ở Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ chúng ta thấy 21 26 đúng không? Nhưng mà với Quốc hội 13 thì chúng ta thấy ta lùi lại thôi. Thì chúng ta thấy rằng là một phân khúc 14 thì sẽ là 16 21. Như vậy khóa Quốc hội mới hiến pháp năm 2013 nó rơi vào năm 2013 mà, thì chúng ta thấy chắc chắn là nó nằm trong Quốc hội khóa 13 rồi đúng không? Là 21 26 anh chị nhá. Đấy là cách ta nhớ rất là rõ, và cần nhớ ngắn gọn khóa 13 thì Quốc hội khóa 13 thôi, có thể mở rộng thêm để chúng ta ghi nhớ. Ta đi vào câu hỏi số 14 thì khóa 13 có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều? Đấy thì chúng ta thấy họ quy định trong khóa 13 thì có 11 chương và 120 điều. Trong đó thì quy định rất là rõ, chúng ta thấy được thể hiện trong nội dung khóa 13 có những quy định về chế độ chính trị, về quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân, rồi liên quan các quy định về kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa công nghệ, môi trường, rồi các phần quy định về bảo vệ tổ quốc, về cụ thể về các chủ thể đó là quốc hội, đó là chính phủ, đó là tòa án, viện kiểm sát để chế định chủ tịch nước, mọi người thấy rồi, liên quan hội đồng, liên quan hội đồng dân ban dân trong chính quyền địa phương đấy, rồi phần quy định liên quan hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán nhà nước, rồi quy định về hiệu lực của hiến pháp, sửa đổi hiến pháp, đó là những nội dung trong 11 chương đúng không? Và 120 điều khóa 13 anh chị nhá. Ta đi vào câu hỏi số 15. Trong điều 4 của luật tổ chức chính phủ 2015, thủ tướng do quốc hội bầu, trong số các đại biểu quốc hội đấy, chúng ta thấy thủ tướng chắc chắn phải là đại biểu quốc hội rồi, theo đề nghị của chủ thể có thẩm quyền nào sau đây? Chắc chắn là theo đề nghị của chủ tịch nước anh chị nhá. Thì câu hỏi 15 anh chị em chọn phương án là B. Ta đi vào câu hỏi 16 liên quan điều 5 của luật tổ chức chính phủ 2015 thì có mấy nguyên tắc tổ chức hoạt động của chính phủ. Thì trong luật tổ chức chính phủ 2015 đã quy định rất là rõ ở đây với 5 nguyên tắc đúng không? Chúng ta thấy từ là tuân thủ hiến pháp pháp luật, phân định rõ nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức hành chính tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả, rồi phân cấp phân quyền hợp lý, minh bạch, hiện đại hóa hoạt động của chính phủ. Chúng ta thấy là đáp án chúng ta chọn đây là 5 nguyên tắc anh chị nhé, là chọn phương án là C. Ta đi tiếp với nội dung ở câu hỏi số 17, với nội dung là theo luật chính phủ 2015 tôi nhiệm vụ quyền hạn của chính phủ trong quản lý và phát triển kinh tế. Thì từ khóa chúng ta cũng đã học rất là rõ, đã làm một số câu trước đây đấy, chúng ta thấy là bao giờ về nội dung về phát triển kinh tế với 8 nhiệm vụ quyền hạn của chính phủ đấy, bao giờ thấy từ nền kinh tế quốc dân, kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa đúng không? Đấy, chúng ta thấy rồi ngân phân bổ ngân sách, rồi liên quan sở hữu tài sản công, rồi hội nhập kinh tế quốc tế đúng không? Rồi công tác kế toán, kiểm toán, thống kê đấy, chúng ta thấy là như vậy. Thì như vậy từ khóa ta nhìn thấy thầy đọc đây rồi, chúng ta chọn là B, đây là một trong 8 nhiệm vụ của hạng chính phủ trong quản lý kinh tế, và nhớ cái từ khóa như vậy anh chị nhé. Đấy, thì ta không thấy như vậy ta loại các đáp án còn lại thôi, không phải chọn. Ta đi vào câu hỏi số 18 liên quan nhiệm vụ quyền hạn của chính phủ đối với công tác dân tộc. Thì đối với công tác dân tộc cũng chúng ta nhớ từ khóa liên quan cái từ mà có từ dân tộc thôi, đúng không? Ta thấy chủ đạo là từ dân tộc, và dĩ ra nguyên thì chúng ta có những từ khác hoặc quanh dân tộc, ta thấy như liên quan đến từ giờ thiểu số này đúng không? Bao giờ chúng ta thấy liên quan về nội dung về phần quy định các chính sách của dân tộc đấy, nói chung là tập quán truyền thống để họ tách ra đấy một chút để chúng ta thấy, nhưng mà có từ dân tộc đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây rồi, liên quan đến nội dung đây rồi, các dân tộc đây rồi, tôi nói chữ viết này, đây phong tục tập quán như thầy vừa nói đây rồi, thì chúng ta chọn phương án đây là phương án B anh chị nhá. Ta đi tiếp với câu hỏi số 19 liên quan nhiệm vụ quyền hạn của chính phủ trong quản lý về cơ yếu. Thì ta thấy về nhiệm vụ quyền hạn cơ yếu cũng vậy thôi, chúng ta nhớ từ chính là cơ yếu, ngoài ra thì chúng ta nhớ từ bí mật nhà nước đúng không ạ, rồi liên quan chữ ký số đó, thì chúng ta thấy rồi liên quan với đời sống vật chất của những người làm công tác cơ yếu, thì nó thấy từ khóa được thể hiện hay là từ mật mã đúng không, trong liên quan các nội dung rất là rõ, thì chúng ta thấy là quy định ta đối chiếu thôi, từ khóa như vậy là thấy có từ mật mã đây rồi, nó nằm trong nội dung về cơ yếu nhá. Đấy nó thấy 19 anh chị em chọn là phương án D. Ta đi vào câu hỏi số 20 liên quan nhiệm vụ của chính phủ trong quản lý tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, thì chắc là bao gồm những từ này rồi, cán bộ công chức viên chức công tác thi đua khen thưởng đó, thì chúng ta thấy cái đáp án là chúng ta cần lựa chọn cho cái nội dung ở câu hỏi số 20. Đây là từ cán bộ công chức viên chức đây rồi, chúng ta nhớ ở đây câu hỏi số 20 chúng ta chọn phương án là B. Còn nội dung trong luật tổ chức chính phủ thì đã thấy nó được quy định rất là chi tiết trong nội dung của điều 23, nó có 9 cái nhiệm vụ quyền hạn của chính phủ trong cái này,
đúng không ạ? Thì là thấy rất là rõ ở đây. Ta đi vào câu hỏi số 21 gắn với nội dung mà liên quan thẩm quyền, mà khi thủ tướng vắng mặt, một phó thủ tướng chính phủ được thủ tướng ở đây ta cần điền vào đó đúng không ạ? Thay mặt thủ tướng lãnh đạo công tác chính phủ, thì từ đây chính xác là chúng ta phải chọn là ủy nhiệm đấy, và sẽ được thủ tướng ủy nhiệm. Ủy nhiệm đây chính là quyền cái nhiệm vụ đấy. Đấy, chúng ta thấy những nhiệm vụ mà quyền hạn của thủ tướng thực hiện thì giao cho một phó thủ tướng anh chị nhé, chứ không phải ủy quyền ở đây hay phân công hay giao. Để câu hỏi 21 chúng ta phải chọn phương án A lý do như vậy. Ta đi vào câu hỏi số 22 liên quan điều 33 của luật chính phủ, với nhiệm vụ quyền hạn của bộ trưởng thủ trưởng cán bộ với tư cách chúng ta nó là thành viên chính phủ, thì bộ trưởng với hai tư cách chúng ta thấy trong luật chính phủ quy định rất là rõ, một là thành viên chính phủ là sẽ cùng tham gia các công việc với chính phủ với thủ tướng, thứ hai là với tư cách là người đứng đầu đúng không ạ, cơ bộ quan bộ quan bộ tư lệnh ngành ấy. Thì đây câu hỏi đây gắn với cái việc mà chúng ta thấy là tư cách thành viên chính phủ, thì chắc chắn là phải có từ gắn từ tham gia phiên họp cùng chính phủ rồi, tham gia biểu quyết là với các thành viên, còn như từ quyết định hay là đề nghị hay lãnh đạo chỉ đạo là gắn riêng với tư cách là người đứng đầu quan bộ nên đang hỏi về thành viên chính phủ. Ngoài ra tôi thấy có từ tham gia đó, đúng không? Đó, tham gia giải quyết các công việc chung này, hay tham gia phiên họp này, rồi thực hiện công việc cụ thể của ngành, phân công ủy quyền đấy, rồi thực hiện các nhiệm vụ khác cho chính phủ ủy quyền đấy, thì chúng ta thấy rất là rõ đây là gắn tách bạch với nội dung vụ hạn của bộ trưởng, với là người đứng đầu ở các bộ quan bộ, và hoặc là với tư cách là thành viên của chính phủ anh chị nhé. Đó, thì chúng ta cần lưu ý để ta chọn cho hợp lý trong các cái đáp án. Ta đi tiếp với nội dung ở câu hỏi số 33 liên quan đến 223 với nội dung quy định luật tổ chính phủ 2015 quy định số lượng cấp phó, thì chúng ta thấy là trong luật thì quy định rất là rõ, trong thực tế thì có thể những tăng số lượng đúng không, ta thấy như ba bộ đặc biệt là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thì có những thời gian thì có thể lên 9 đến 10, mà trong thực tế thì chúng ta thấy như vậy liên quan có thể công tác tổ chức cán bộ chuyển giao hoặc là liên quan đến người về hưu, còn trong quy định luật thì chúng ta nhớ số lượng thứ trưởng phó thủ trưởng quan bộ đấy thì không quá 5, dương ba bộ đấy, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao thì là không quá 6, thì như vậy chúng ta chọn phương án chính xác đó là phương án B anh chị nhé. Ta đi vào câu hỏi số 24 trong nội dung của điều 39 của luật tổ chức phủ 2015, cơ quan nào quy định cụ thể đấy, chúng ta nhớ đi thi mà cái này rất là mừng. Đấy, cơ bản trong cái luật mà quy định cụ thể, quy định chi tiết, quy định lộ trình, quy định chính sách thì chúng ta thấy rồi, gắn với chính phủ anh chị nhá. Thì mình nhớ 24 anh chị em chọn phương án chính xác đó là phương án D anh chị nhá. Ta đi tiếp với nội dung ở câu hỏi số 25 theo điều 46 của luật chính phủ 2015, với phiên họp của chính phủ chỉ được tiến hành đấy khi có bao nhiêu tổng số thành viên chính phủ tham dự, thì theo quy định ở trong điều 46 này thì chúng ta thấy chính phủ thấy là phiên họp của chính phủ đấy sẽ được tiến hành duy nhất còn nhớ là 2 phần 3. Đấy, chúng ta cứ nhớ phần khi mà họp đấy, tiến hành mà tham dự bao nhiêu tổng số thành viên chính phủ, thành viên chính phủ sẽ gồm chính phủ và gồm thủ tướng, các phó thủ tướng, các bộ trưởng ban bộ đấy, thì là có nhất 2 phần 3 anh chị nhé. Ta đi vào câu hỏi số 26 vẫn nội dung của điều 46, vậy sau khi họp như vậy thì vậy các quyết định của chính phủ thì phải được như thế nào, thì với các quyết định chúng ta nhớ cái từ quá nửa đấy, quá nửa tổng số thành viên chính phủ biểu quyết tán thành, thì câu hỏi số 26 anh chị em chọn phương án chính xác đó là phần B. Ta đi vào câu hỏi số 27 theo điều 46 luật chính phủ 2015, với kinh phí hoạt động của chính phủ do cơ quan nào quyết định từ ngân sách nhà nước, thì nó thấy rồi các hoạt động của chính phủ, và chính phủ là cơ quan chấp hành của quốc hội, như vậy thấy rồi các hoạt động này từ ngân sách quyết định ở đây chắc chắn phải gắn với quốc hội rồi, thì chúng ta nhớ là câu hỏi 27 anh chị em chọn là A. Ta đi vào câu hỏi số 28 là chuyển sang nội dung của nghị định số 14/2023 của chính phủ. Đây là nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, nó thay thế cho nghị định số 87/2017 trước đây đấy. Thì chúng ta thấy rất là rõ trong cái nội dung câu hỏi đặt ra đâu không phải là nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Tài chính. Đó thì chúng ta ở buổi trước chúng ta làm một số câu hỏi thì chúng ta thấy rồi, chúng ta luôn nhớ chúng ta thấy với trong nội dung của quy định tại điều 2 đấy, quy định nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Tài chính bao quát tất cả các lĩnh vực, thì chúng ta thấy là có tổng thể là có 27 nhiệm vụ quyền hạn, thì chúng ta xem các từ khóa mà thầy đã dạy rồi thì xem cái nào không phải đúng không, xem cái nào nó không phải, thì chúng ta thấy ở đây bộ này thực ra là thầy cũng đã hướng dẫn trong nội dung bộ đề hôm trước ấy, làm rồi, thì chúng ta nếu để ý một chút thì trong quy định ở đây chúng ta thấy là như nội dung như trình chính phủ dự thảo này, liên quan pháp lệnh này, rồi trình thủ tướng chiến lược kế hoạch trung hạn này, công an dự thảo trong quy định pháp luật là đúng rồi,
À, thông tin tuyên truyền giáo dục lĩnh vực mà thuộc phạm vi quản lý của bộ thì là có rồi, nhưng mà chúng ta thấy cái nội dung mà họ bảo không phải, mà đúng ra bản chất là văn C đây không? Chúng ta thấy thì thông tư quyết định chỉ thị văn bản khác mà nó thuộc phạm vi đấy, chúng ta nhớ trong quy định của các chức năng nhiệm vụ bao giờ có từ thuộc phạm vi quản nước của bộ, đây họ bảo không thuộc thì là không phải rồi anh chị nhá. Đấy, chúng ta nhớ ở những nội dung rất là rõ với câu hỏi số 28 đã chọn phương án là C, rất là cụ thể với phần quy định trong nội dung khoản 3 điều 2 anh chị nhé của nghị định số 14 trong 23. Ta đi tiếp với nội dung ở câu hỏi số 29 mà liên quan phần phối hợp, mà phối hợp một thấy mẹo cái đầu tư công đúng, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với chủ thể nào mà về tổng hợp đầu tư công này thì chắc chắn là gắn với thẩm quyền của Bộ Kế hoạch Đầu tư rồi. Thì câu hỏi 9 anh chị em chọn phương án chính xác đó là phương án A anh chị nhé. Ta đi vào câu hỏi số 30, ta nắm bắt tiếp vào nội dung của nghị định số 14. Đâu là nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Tài chính trong việc quản lý quỹ ngân sách, quỹ dự trữ nhà nước, đúng không? Các quỹ ấy. Thì từ khóa thì thầy cũng đã dạy rất là rõ ở đây rồi. Và với nội dung liên quan từ về quỹ thì chúng ta thấy bao giờ liên quan các khoản về chi ngân sách, đúng không? Thì chúng ta thấy là những nội dung về kiểm soát trong những cái nội dung về phần quy định về quản lý quỹ này đã được quy định rất là chi tiết trong phần nghị định. Thì chúng ta thấy cái từ khóa mà đối chiếu trong nội dung trong khoản 7 đấy, chúng ta đã nắm bắt với nhau với các từ quỹ ngân quỹ hoặc là tổ chức dự toán chi đúng dự toán đủ điều kiện quy định hay kiểm soát thanh toán chi thanh toán các khoản chi đúng không ạ? Rồi liên quan đến cái phần hướng dẫn nghiệp vụ nộp chi trả ban hành các cái chế độ quản lý đúng không? Hay là thực hiện nghĩa vụ in đúc. Thế còn chúng ta thấy ở đây trong cái đối chiếu một chiếc trong bộ đề thầy cũng đã giải thích tại sao chúng ta thấy về thống nhất quản lý thì vẫn là đúng rồi ở đây đúng không? Nhưng mà đối tượng mà chúng ta thấy ở đây nó phải chủ thể, nó phải là kho bạc đấy, trong quy định đấy, đúng không? Hoặc là chúng ta thấy nội dung mà chúng ta không thể chọn B được, quản lý quỹ các tài chính ở đây nó trong nội dung quy định là phải quy định của pháp luật trong điểm C đấy, họ đang để quy định của chính phủ hoặc là tổ chức chi ngân sách. Phần nếu mà từ khóa về chi thì là đúng rồi, nhưng mà chúng ta thấy ở đây với nội dung theo quy định đúng không, về nội dung về tổ chức thực hiện chi ngân sách nó phải theo luật ngân sách nhà nước, họ đang để là pháp luật kế toán. Như vậy là chúng ta chỉ thấy phương án D là cái từ khóa kiểm soát chi trả ngân sách là đúng, nhưng mà nó đúng cả tại hệ thống kho bạc theo quy định pháp luật. Như vậy phương án D là đầy đủ chính xác nhất. Đấy, những câu hỏi độ nó khó tăng lên một chút để chúng ta thấy đúng không, từ khóa đầu ok mới thấy liên quan chủ thể nữa thì đấy chúng ta làm chúng ta nhớ ở đây với câu hỏi số 30 xem chọn là D là lý do như vậy. Ta đi vào câu hỏi số 31 với nội dung câu hỏi đặt ra, nội dung này quy định về nhiệm vụ quyền hạn của tài chính trong lĩnh vực nào sau đây. Thì chúng ta thấy rồi cái từ mà giá bán giá tối thiểu này đúng không, dự trữ mức chi này, ta thấy hàng dự trữ quốc gia này đúng không, ta thấy rất là rõ nếu mà anh chị em mà để ý đúng không, cái từ khóa như thầy vừa gạch ấy. Thì chúng ta đây đây từ chữ quốc gia đấy, chúng ta hay nhầm từ giá này thành quy định cái giá này. Bản chất thực khóa đây là dự trữ quốc gia, chúng ta thấy trong lĩnh vực ở đây về quản lý dự trữ quốc gia đã được quy định rất rõ trong khoản 8 của điều 2 đấy, ta thấy rất là rõ rồi đúng không ạ? Ta đi tiếp với nội dung tiếp theo gắn với câu hỏi số 32, vẫn là câu hỏi nội dung này quy định về nhiệm vụ quyền hạn nào của trong lĩnh vực đúng không của Bộ Tài chính đấy. Ta thấy từ quản lý giám sát thanh tra ok, mà về chứng khoán và thị trường chứng khoán thì chắc chắn là chúng ta chọn phương án B rồi, quản lý nhà nước về nội dung chứng khoán và thị trường chứng khoán. Câu hỏi số 33 liên quan đến nội dung về cơ cấu tổ chức trong điều 3 của nghị định số 14 ấy. Thì hàng loạt những cơ cấu tổ chức thì thầy cũng đã hướng dẫn anh chị em làm trong các cái bộ đề để chúng ta nhớ cụ thể các cái 28 đơn vị mà thuộc cơ cấu tổ chức của bộ đúng không, từ tôi nhớ từ vụ đấy, 8 vụ 9 cục đúng không, sau đó thì các đơn vị lại như ta đấy tách ra các cái từ mà tôi thấy như thanh tra văn phòng đúng không, đã tách ra rõ rồi tổng cục thuế tổng cục hải quan tổng cục dự trữ đó đúng không, kho bạc ủy ban chứng khoán đúng không, rồi nữa là với các đơn vị sự nghiệp công lập của bộ thì thấy như bốn đơn vị đấy là viện chiến lược rồi thời báo tài chính rồi tạp chí tài chính trường bồi dưỡng này thì thầy cũng đã hướng dẫn rất là rõ chúng ta đã làm rồi đúng không, chúng ta nhớ được cụ thể thì các đơn vị mà thầy được kê thanh tra văn phòng tổng cục đấy đúng không, ba ông tổng cục đây rồi kho bạc ủy ban chứng khoán đây, tất cả ở đây rất là rõ đây là những đơn vị tổ chức hành chính cục quản lý nhà nước đúng không, đấy, giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Thế còn các đơn vị sự nghiệp công lập thì chúng ta thấy rồi 14 đơn vị mà thầy đã được kê vừa rồi đó. Ta đi tiếp với nội dung ở câu hỏi số 34 theo điều 3 của nghị định số 14, đơn vị nào sau đây không thuộc cơ cấu tổ chức tài chính đơn cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
Thì chúng ta thấy là trong nghị định số 14 về các vụ, chúng ta thấy về vụ ngân sách nhà nước, vụ đầu tư, vụ tài chính quốc phòng an ninh đặc biệt, đúng không? Và vụ tài chính hành chính sự nghiệp, vụ tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, vụ các quốc tế, vụ pháp chế, vụ tổ chức cán bộ, thì 8 vụ như vậy. Chúng ta thấy là chỉ có vụ tài chính hành chính thôi, sự nghiệp chứ không có vụ hành chính, như vậy là không phải, nó thiếu những tài chính và vụ ngân sách hay vụ đầu tư và hợp tác là đều có rồi, đúng không ạ? Còn thầy nói là chúng ta nhớ cái vụ này, chúng ta nhớ có ba tài chính, đúng không? Một đầu là đầu tư, một ngân là ngân sách, một hợp tác quốc tế đấy, một pháp là pháp chế, và một tổ chức là chúng ta nhớ mẹo nhớ để 8 cái vụ này, đúng không? Ta đi vào câu hỏi số 35 gắn với phần cơ cấu tổ chức mà gắn với phòng, thì số lượng phòng thì thầy cũng đã học dạy các em trong bài giảng từ khóa cũng làm bộ đề đấy, thì chúng ta thấy lần lượt từ 4 phòng đấy, 5 phòng và 7 phòng. Với cái với nghị định này thì nó đơn giản hơn rất nhiều so với nghị định 87 trên đây, đúng không? Đấy, trước đây là thanh tra bộ cũng 11 phòng cơ đấy, chúng ta thấy trong câu hỏi quy định ấy. Thì chúng ta thấy rồi, thầy đã gắn 4 phòng, gắn từ ngân đấy, từ tài đấy, đúng không? Từ từ đầu đấy, đúng không? Thì chúng ta thấy hay là từ hợp là có 4 phòng. Thế còn chúng ta thấy là liên quan từ pháp là có 5 phòng, từ liên quan đến từ tổ chức là 7 phòng. Đấy, chúng ta thấy là rất là dễ, ta đối chiếu. Thì vậy câu hỏi đây là gắn từ đầu rồi, đầu chắc là 4 phòng rồi, đúng không? Thì anh chị em chọn phương án B. Tiếp theo hỏi 36 đây, từ hợp tác đây, đúng không? Hợp đây rồi. Hợp thì chúng ta nhớ là 5 phòng, 4 phòng. Đấy, chúng ta thấy là gắn với từ khóa mà thầy đã dạy thì rất là dễ, đúng không? Đấy, thì đầu tư đây rồi, đầu ngân đầu tài này, hợp thì thấy chắc là 4 phòng. Nhưng còn tổ chức thì chắc chắn tổ chức cán bộ, nhưng gắn từ tổ thôi thì chúng ta nhớ là 7 phòng anh chị nhá. Đấy, anh ta nhớ công thức như vậy thì anh em dễ nhớ hơn. Tiếp theo câu hỏi số 38 theo điều 4 của định số 14 ấy, tức là sẽ tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ hiện hành khi mà Bộ trưởng Tài chính ban hành quyết định chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý giám sát chính sách thuế phí lệ phí. Chúng ta nhớ chọn phương án chính xác là A, Bộ chính sách thuế anh chị nhá. Câu hỏi 38 chị em chọn là A. Ta đi vào khoảng 39 mà thầy nhắc nhiều lần cho anh chị em với nghị định số 14 năm 23 này. Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn, đúng không? Thay cho nghị định nào? Đấy, là chính xác là thay cho nghị định số 87 năm 2017 của Chính phủ anh chị nhá. Để câu hỏi 39 anh chị em chọn là A. Ta đi tiếp với nội dung của 40, chuyển sang nội dung của nghị quyết số 52 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia công mạng lần tư. Thì với nghị quyết thì chúng ta nhớ tình hình nguyên nhân, trong nguyên nhân chỉ ra những hạn chế, những kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém và nguyên nhân hạn chế yếu kém, rồi các quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu, trong đó chúng ta nắm mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và tầm nhìn, rồi những chủ trương chính sách này trong nghị quyết số 52. Thì chúng ta thấy đối chiếu với nội dung câu hỏi đặt ra, nội dung này nằm trong nghị quyết số 52 về một số chủ trương, còn nội dung nào đây thì chúng ta thấy là nằm trong nội dung nào được liệt kê về xây dựng chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số được triển khai quyết liệt, đúng không? Bắt đầu đạt những kết quả tích cực, thì chúng ta thấy từ kết quả tích cực thì chắc chắn nó phải nằm A, những kết quả đã đạt được rồi, chứ không phải hạn chế yếu kém hay mục tiêu hay quan điểm anh chị nhá. Nên còn nó nằm trong từng phần nào trong bài giảng từ khóa thì thầy dạy rất kỹ, thì chúng ta nghe và chúng ta thực hành qua các bộ đề anh chị nhá. Ta đi tiếp với câu hỏi số 41 gắn với đâu là quan điểm chỉ đạo về một số chủ trương chính sách tham gia của ngành tư. Thì trong quan điểm chỉ đạo của nghị quyết số 52 này thì anh chị em cũng nắm ba quan điểm rất rõ, từ khóa thầy cũng đã dạy. Liên quan của mạng tư là xuyên suốt rồi, đúng không? Đấy, từ thì chủ động tham gia tích cực của mạng tư là yêu cầu tách tự yêu khách quan, nhiệm vụ chiến lược đặc biệt quan trọng. Thứ hai là liên quan đến mạng tư mang lại cả cơ hội và thách thức, phải nắm bắt kịp thời đấy, đúng không? Rồi thứ ba là phát huy tối đa các nguồn lực để đảm bảo và thực hiện chủ động tham gia của mạng hàng tư. Đấy là ba quan điểm rất là rõ. Thì chúng ta thấy từ khóa anh thầy vừa đọc đấy, chủ động tham gia tích cực thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan, thì rõ ràng là chúng ta thấy phương án đây là phương án C này, là đang nhớ từ khóa chúng ta lựa chọn thì nó rất là dễ dàng anh chị nhá. Ta đi vào câu hỏi số 42, theo quan điểm chỉ đạo của trong quy định số 52 thì chúng ta xác định nguồn lực nào là quan trọng đột phá đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng quản lý của nhà nước, phát huy sức mạnh của toàn xã hội, thì chắc chắn là chúng ta chọn đây là nguồn lực bên ngoài rồi, đúng không? Liên quan đến nguồn lực quan trọng thì là chúng ta nhớ đó là nguồn lực bên ngoài. Thế còn chúng ta thấy là liên quan cái từ khóa mà chúng ta là quyết định chiến lược thì nó là nguồn lực bên trong anh chị nhé, còn quan trọng là gắn nguồn lực bên ngoài. Đấy, nó có hai nguồn lực bên trong, bên ngoài bên trong thì là quyết định, còn bên ngoài là quan trọng. Đấy, ta nhớ từ khóa như thế.
ta đi tiếp ở 43 mà bữa học trước thì thầy cũng có một số hỏi chúng ta nắm bắt đấy, liên quan đến các cái chỉ tiêu mà chúng ta thấy là đặt ra mục tiêu cụ thể trong 2 năm đó, thì chúng ta thấy rất là rõ trong quy định nghị quyết số 52 liên quan đến phần quy định về kinh tế số, về chúng ta nhớ tỷ lệ chiếm là 20% anh chị nha. Đây là trong đến giai đoạn năm 2025 kinh tế số đã đặt ra được ở đây là khoảng 20%, thế còn đến năm 30 thì kinh tế số lúc đó chiếm được 30% GDP. Đấy, ta ghi nhớ đây là 125 thì là 20 thêm 130 sẽ tăng đến 30% anh chị nhé, để kinh tế số chiếm 30% GDP. Ta đưa vào câu hỏi số 4 gắn với nội dung mục tiêu cụ thể đến năm bao nhiêu đấy, thì chúng ta thấy thầy đã dạy buổi học trước để bộ đề thầy đã dạy em mẹo chúng ta có những mốc là 125, 530 và tầm nhìn 145 đúng không? Mốc như vậy thì đã chia ra cho anh chị em với từ khóa từ nội dung đã nhớ rồi đấy. Thì chúng ta ngắn khi mà nhớ ở đây về phần ba đô thị thông minh thì nó ít nhất ba đô thị thông minh nó phải nằm trong cái nội dung mà của đến cái giai đoạn là 125 đấy, thì chúng ta nhớ là như vậy là chia ra, còn không thì thầy có thể thống kê lại để chúng ta thấy rất là rõ chúng ta đưa ra trong mục tiêu 125. Đầu tiên là chỉ số sáng tạo toàn cầu đúng không, thuộc ba nước dẫn đầu ASEAN. Thứ hai là về xây dựng hạ tầng kinh tế số đạt được, ta nhớ trình độ tiên tiến nhé, họ đưa ra khá đúng rồi. Internet băng rộng của 100% các xã, kinh tế số là 20% đúng không, GDP đấy mà thầy vừa làm câu hỏi trên. Rồi năng suất lao động bình quân là trên 7% năm mà có bộ đề trước chúng ta đã làm rồi, liên quan cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong cơ quan đảng đấy đúng không, rồi liên quan ta thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN về xây dựng chính phủ điện tử, rồi có ít nhất 3 đô thị thông minh tại 3 vùng kinh tế trọng điểm. Đấy là chúng ta nắm nội dung gắn với mục tiêu 125. Đấy, thầy nhắc lại lần nữa cho anh chị em ghi nhớ. Tiếp theo với nội dung trong câu hỏi 45 thì quyết năm 2 về chủ trương của cổ động tham gia vòng tư đấy, đề ra mục tiêu cụ thể đến năm bao nhiêu hình thành chuỗi đô thị thông minh tại các vùng kinh tế trọng điểm ở Bắc Trung Nam, từng bước kết nối mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới đúng không? Thì nó để so sánh là thấy rõ đây là chúng ta có ít nhất đặt ra là cho bạn ít nhất ba đô thị thông minh tại ba vùng, còn đây liên quan chuỗi đô thị thông minh thì chúng ta thấy nó nằm trong cái nội dung mục tiêu giai đoạn tiếp theo đúng không, đó là giai đoạn 130. Thì 30 ngoài nội dung này là về chuỗi đô thị thông minh thì chúng ta cần nhớ thêm ở đây cho thầy đó là từ khóa ta thấy liên quan về duy trì xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu thuộc 40 nước dẫn đầu, rồi mạng di động 5G phóng toàn quốc, mọi người dân sẽ được truy cập internet băng thông rộng với chi phí thấp, và phần kinh tế số đó chúng ta nhớ là tăng lên là 30%, còn năm 125 là 20%, năng suất lao động bình quân thì tăng lên 7,5, còn giai đoạn 125 thì mục tiêu này thì chúng ta nhớ chỉ là 7% thôi, trên 7% thôi. Hoàn thành xây dựng chính phủ số rồi hoàn thành hình thành chuỗi đô thị thông minh chính nằm trong câu hỏi này đấy, thì chúng ta nhớ phải nhắc lại lần nữa trong mục tiêu 130 như vậy anh chị em ghi nhớ nhá. Tiếp theo câu hỏi 46 liên quan đến nội dung mục tiêu trong giai đoạn đấy, để chúng ta nhớ tầm nhìn năm bao nhiêu để Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất dịch vụ thông minh đấy, chúng ta thấy đúng không, ít nhất ba đô thị thông minh chúng ta nhớ 125, chuỗi đô thị thông minh 130, rồi chúng ta thấy là gì, trung tâm sản xuất dịch vụ thông minh đấy, nhớ quy về như vậy thì tầm nhìn 145 đấy, chúng ta đặt ra những mục tiêu rất là cao, hy vọng là chúng ta sẽ đạt được anh chị nhé. Ta đi vào câu hỏi số 47. Nội dung này nằm trong chủ trương chính sách nào quy định tại nghị quyết số 52 chủ trương chính sách trong cuộc tham gia công tư, thì chúng ta thấy chủ động tham gia khuôn khổ pháp lý khu vực và toàn cầu để phát triển kinh tế số, thì chúng ta thấy rồi nhắc lại với nhau những nội dung được quy định trong chủ trương chính sách ấy. Ta thấy như đổi mới tư duy nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và hoàn thiện thể chế đúng không ạ, rồi liên quan chính sách phát triển hạ tầng, rồi chính sách phát triển nâng cao đổi mới sáng tạo quốc gia, chính sách phát triển nguồn nhân lực, chính sách phát triển ngành công nghệ ưu tiên, chính sách hội nhập quốc tế và chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, thì chúng ta thấy 8 chủ trương chính sách như vậy. Thì các từ khóa trong nội dung thì thầy đã trao đổi rồi, thì chúng ta thấy từ chủ động ở đây tham gia khuôn khổ pháp lý thì chắc chắn nó nằm trong thể chế rồi đúng không, thì nó sẽ nằm trong nội dung về hoàn thiện thể chế đúng không ạ, đấy nó nằm trong các chủ trương chính sách thứ hai, chứ không thể đổi mới tư duy đấy, ta thấy pháp lý nó nằm trong thể chế, thì chúng ta cần nhớ phần này giúp thầy các câu hỏi mà quay lại từ khóa thì thầy nói là chúng ta phải dạy rất chi tiết trong từng bài giảng đấy, chúng ta làm và chúng ta lắp ghép vào anh chị nhá. Ta đi vào câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 48. Theo nghị quyết số 52 đâu không phải nội dung được quy định cho chủ trương chính sách về phát triển nguồn nhân lực, thì về chính sách phát triển nguồn lực thì chúng ta thấy rồi cũng được quy định rất là chi tiết trong
nội dung ở trong cái nội dung thứ năm đấy, đúng không? Trong 8 chủ trương chính sách ấy. Thì đây như nội dung từ cũng sẽ có về phần đổi mới chương trình giáo dục đào tạo này, hay liên quan đổi mới cách dạy này, đúng không? Rồi liên quan đến cái việc các cái ưu đãi đối với tổ chức doanh nghiệp này, rồi xây dựng các trung tâm giáo dục đào tạo xuất sắc về công nghệ này, phát triển mạnh mẽ đào tạo hỗ trợ về kỹ năng này, đúng không? Chúng ta thấy rất là rõ. Rồi liên quan đến phần hình thành mạng mà học tập, đúng không? Thực hiện lộ trình phổ cập kỹ năng, rồi công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức văn hóa số trong cộng đồng đấy, những nội dung thì chúng ta thấy không phải thì phải tìm cái phải trước đã, đúng không? Thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây. Anh chị nào giờ quan tâm thì thầy đã để ý, đã nhắc đi rất nhiều lần rồi, anh chị em có thể nghe lại nhá. Thì quay lại câu hỏi số 48 này, không phải đấy thì chúng ta tìm cái phải, thầy nhắc lại cho anh chị em. Thì chúng ta thấy ở đây là ở đây đổi dạy cái mới cái học làm trong từ khóa thì thầy dạy rồi, cơ cái khuyến khích đây chúng ta có rồi, về đào tạo đây rồi, hay là hỗ trợ đào tạo kỹ năng đây rồi. Như vậy là không phải, thì liên quan phần chữ công nghệ ưu tiên, đúng không? Ưu tiên nguồn lực này, có chúng ta hay bị nhầm đấy từ nguồn lực, nhưng mà đấy, nguồn đây về cho các công nghệ thật là ưu tiên, thì nó nằm trong cái nội dung về chính sách thứ sáu về chính sách phát triển các ngành công nghệ ưu tiên cơ. Đây là không phải anh chị nhá, và ngắn nguồn nhân lực. À, đi vào khoảng 49 theo nghị quyết số 52, đâu là nội dung được quy định trong chủ trương chính sách về thúc đẩy chuyển đổi số trong công an đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội. Thì chúng ta thấy rất là rõ rồi, chúng ta thấy cái từ khóa mà thầy cũng đã dạy cho anh chị em gắn với chủ trương chính sách thứ 8 là gắn từ tiên phong trong chuyển đổi mạnh mẽ trong các cơ quan này, đảng, tổ chức ấy, rồi xây dựng chính cơ sở thành phố, chính phủ huyện, chính phủ các cấp chính quyền, rồi chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, rồi phân định rõ chức năng cơ chế phối hợp cơ quan quản lý nhà nước, đúng không? Đấy là ta thấy 4 từ khóa gắn với chính sách thứ 8. Thì chúng ta thấy rồi, đấy, từ khóa rõ chú trọng đối với cán bộ công chức nằm trong này rồi, đấy, rất là nhanh, đúng không? Ta nhớ từ khóa chọn rất là nhanh, anh chị nhá, là chính xác. Và đi vào câu hỏi số 50, gắn cái phần tổ chức thực hiện, thì buổi học trước chúng ta làm đã thấy rồi, gắn các cái cơ quan trong phần tổ chức như năm 2, như là các tổ chức thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn quốc hội đấy, ban cán sự đảng, chính phủ, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, ban tuyên giáo và kinh tế trung ương, đúng không? Đấy, anh nhắc qua thì với từ khóa mà khoảng 50 người ta quan tâm với chủ thể và thẩm quyền, mà ta nhớ từ tổ chức học tập quán triệt từ cán bộ đảng viên, xây dựng chương trình kế hoạch triển khai gắn với các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương. Còn như phần B mà chúng ta thấy, nếu mà phương án đảng đoàn quốc hội thì nó phải gắn cái từ nghiên cứu bổ sung hoàn thiện, đúng không? Thuận lợi, rồi liên quan ban hành cơ chế thử nghiệm, đúng không? Khuyến khích phát triển sản phẩm dịch vụ mô hình đấy. Còn như phương án C là ban cán sự đảng, chính phủ gắn từ lãnh đạo xây dựng triển khai chiến lược quốc gia, đúng không? Rồi chỉ đạo các thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách, đúng không? Về mô hình kinh doanh, rồi ưu tiên bố trí nguồn lực. Còn như phương án D mặt trận tổ quốc và tổ chính trị, nó phải gắn liên quan đến xây dựng chương trình giám sát, thấy từ gắn từ giám sát, đúng không? Với mặt trận, ta biết rồi, tổ chức chính trị. Ta đi vào câu hỏi số 51 gắn với nội dung của nghị quyết số 52, chúng ta thấy là được ban hành vào thời gian nào? Chúng ta thấy rồi, được ban hành trong quy định là ngày 27 tháng 9 năm 2019 em nhá. Thì câu hỏi số 51 anh chị em chọn phương án là C. Ta đi vào câu hỏi 52 gắn với nội dung của nghị quyết số 11. Nghị quyết này thì lâu chúng ta cũng chưa làm, đúng không ạ? Chúng ta thấy mà về cơ bản trước đây chúng ta làm toàn diện những bao phủ thể đấy, những câu hỏi trọng tâm cho anh chị em rồi đấy. Nghị quyết số 11 là nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương ban hành ngày 3/6/17 về hoàn thiện thể chế thị trường định hướng chủ nghĩa. Khi nhắc về nghị quyết thì chúng ta thấy bây giờ có cấu trúc là tình hình nguyên nhân, trong đó chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế yếu kém và nguyên nhân hạn chế yếu kém, rồi các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể đấy, rồi những nhiệm vụ giải pháp và phần tổ chức thực hiện, 4 phần lớn như vậy, đúng không ạ? Đó thì chúng ta thấy ở đây với hỏi 52 đấy, hỏi về nguyên nhân của những hạn chế yếu kém hoàn thiện thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì chúng ta thấy nguyên nhân ta chỉ ra đây chính là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nằm trong từ khóa về nguyên nhân rồi, đúng không ạ? Phần chi tiết thì chúng ta thấy trong nghị quyết họ đã chỉ ra rất là rõ và trong thể hiện trong bài giảng từ khóa, như thầy nói là thể hiện những nguyên nhân, bản chất là nguyên nhân khách quan chủ quan, nhưng chủ yếu vẫn là chủ quan đấy, từ nhận thức về nền kinh tế thị trường, rồi tư duy bao cấp, năng lực xây dựng thực thi, đúng không, rồi quán triệt tổ chức thực hiện chủ trương, đúng không, rồi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, đúng không, rồi phương thức hoạt động trong hệ thống chính trị. Đấy là những nội dung nguyên nhân của những hạn chế yếu kém anh chị nhá. Ta đi tiếp với nội dung ở câu hỏi số 53, về câu hỏi là có mấy quan điểm chỉ đạo, và chúng ta thấy rất là rõ ở đây liên quan đến việc quan điểm chỉ đạo hoàn thiện cái thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì chúng ta thấy trong nghị quyết số 11 đưa ra rất là rõ về các quan điểm đấy, là 5 quan điểm. Một là hoàn thiện thị trường
một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng. Hai, nhận thức đầy đủ tôn trọng và đúng các quy luật khách quan đúng không? Của thị trường và thông lệ quốc tế và định hướng sau chủ nghĩa phù hợp điều kiện. Ba, thị trường là quá trình phát triển liên tục kế thừa. Bốn là liên quan hoàn thiện thể chế kinh tế, thi đua hoàn thiện thể chế về chính trị mà trọng tâm đổi mới nâng cao hiệu quả bộ máy và cán bộ. Năm, hoàn thiện thị trường thì cũng nghĩa nhiệm vụ quan trọng của cấp bách và lâu dài. Đấy thì chúng ta đã làm rất nhiều lần rồi. Còn ta nhớ năm quan điểm thầy nhắc lại lần nữa thôi anh chị em đúng không ạ? Đây là câu hỏi số 54 liên quan đến nghị quyết số 11. Nội dung này là mục tiêu cụ thể đến năm bao nhiêu? Đấy ta học với nghị quyết bao giờ chia ra đấy, các quan điểm rồi đến mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể. Đấy, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế gắn với sự kinh tế độc lập tự chủ. Đấy, chúng ta nhớ về độc lập tự chủ. Thì chúng ta thấy trong nghị quyết này đưa ra là cái mốc này, đó là chính là mốc 120. Và chúng ta sẽ phân biệt với các mốc khác. Thì trong mục tiêu ta thấy họ đưa ra 120, 130 đúng không? Thì 120 ngoài nội dung này ra thì chúng ta thấy có phân đấu hoàn thiện đồng bộ. Hai là chúng ta thấy có từ khóa cơ bản, tính đồng bộ thể chế thế. Thể chính trị đấy đúng không? Ba là sự hài lòng tăng trưởng phát triển kinh tế hài hòa đúng không? Thấy rất là rõ và chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế độc lập tự chủ thì nó là nó gắn với phần nội dung mục tiêu của 2020. Còn 2025 trong các nghị quyết 3 năm qua 30 thì chúng ta nhớ một câu rất đơn giản là để ta loại ra thôi là chúng ta có 2 năm 2020 và 30 thì với 30 là gần từ hoàn thiện đồng bộ vận hành hiệu quả thể chế thị trường đấy thì chúng ta nhớ 30 sẽ biết là còn lại chỉ có 20 thôi, còn 2 năm và 3 năm thì họ không đặt ra mục tiêu. Đấy, chúng ta nhớ là như vậy, cách thức đúng không? Chúng ta loại. Ta đi vào câu hỏi số 55, bản nội dung của nghị quyết số 11, doanh nghiệp nào sẽ giữ vai trò then chốt và những vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước. Thì chúng ta thấy rồi, chắc chắn là gắn với doanh nghiệp nhà nước rồi, đúng không? À, doanh nghiệp nhà nước chúng ta rất là kỳ vọng. Về cơ bản thì chúng ta thấy các doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả, đúng không? Và tạo ra một cú hích rất lớn và những quả đấm thép, nhưng mà tiếc bên cạnh đó thì có những doanh nghiệp mà ta thấy những quả đấm thép này gì thất thoát ngân sách nhà nước cũng rất là nhiều. Thì chúng ta xác định trong cái nghị quyết này đấy, chúng ta thấy là doanh nghiệp nhà nước là sẽ là một lực lượng vật chất rất là quan trọng và phát huy đầu tàu đấy. Hy vọng chúng ta thấy đặt ra các định hướng rất là cụ thể đó. Thì chúng ta thấy với doanh nghiệp nước thì được tạo ra rất là nhiều lợi thế, ưu tiên ưu đãi rất là nhiều. Ta thấy là thể hiện được cái vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước ở đây trong thời gian tới để làm sao để chúng ta thấy với kinh tế tập thể, với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển kinh tế tự chủ rồi đúng không, kinh tế nhà nước, và chúng ta chủ động rất là rõ vai trò kinh tế nhà nước, vai trò chủ đạo quy định trong hiến pháp, và qua đó chúng ta sẽ giúp kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế, và chúng ta luôn thấy được vai trò của kinh tế nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước phải giữ vai trò then chốt đúng không, và then chốt của then chốt. Đây là câu của bác Trọng về công tác tuyển cán bộ thôi, nhưng mà chúng ta nhớ gắn lại từ then chốt là gắn với doanh nghiệp nhà nước. Tương tự nếu câu hỏi nào gắn với tư nhân thì chúng ta nhớ động lực quan trọng anh chị nhé, thì chia sẻ lại với anh chị em để chúng ta lựa chọn. Ta đi vào câu hỏi số 56 liên quan đến nội dung của nghị quyết số 26. Thì đây là chúng ta thấy là nghị quyết quy định về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực uy tín, nâng tầm nhiệm vụ do Ban chấp hành Trung ương khóa 12 ban hành ngày 19 tháng 5 năm 2018 anh chị nhá. Thì khi nhắc nghị quyết thể nhắc lại bao giờ 4 phần rồi: tình hình, nguyên nhân, quan điểm chỉ đạo, quan điểm mục tiêu của tổng quát cụ thể, rồi các nhiệm vụ giải pháp và tổ chức thực hiện anh chị nhá. Thì với đáp án này thì chúng ta thấy lựa chọn và câu hỏi liên quan về phát huy vai trò mạnh mẽ của chủ thể nào trong các cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Thì phát huy chắc chắn là vai trò của nhà nước, của mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan truyền thông báo chí. Thì chúng ta thấy ở câu hỏi số 56 này chúng ta phải chọn phương án chính xác là phương án C. Đó, thì anh chị em lúc thời đây nội dung rất là rõ, còn chúng ta với cán bộ thì tôi quyết định thành bại của cách mạng này, chúng ta thấy rất là rõ, và xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cấp trên đường thì cũng quan trọng hàng đầu chính nhau. Và như vậy chúng ta phải phát huy mạnh mẽ cái vai trò của nhà nước, của mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và cơ quan truyền thông báo chí trong các cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Ta đi vào câu hỏi số 57 với nội dung là đâu là mục tiêu cụ thể trong 2025 về tập trung xây dựng các cấp chiến lược và đủ phẩm chất, năng lực uy tín, nâng tầm nhiệm vụ. Thì chúng ta thấy rồi, với các mục tiêu thì thầy sẽ nhắc qua mục tiêu tổng quát trước rồi đến mục tiêu cụ thể. Mục tiêu tổng quát trong nghị quyết 26 này ta nhớ từ khóa như xây dựng đội ngũ cán bộ đúng không, nâng tầm nhiệm vụ, đủ về số lượng chất lượng, rồi liên quan đến bảo đảm về liên quan sự chuyển tiếp vững vàng thế hệ đấy,
để đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại trong 30, 2045 là nước công nghiệp hiện đại. Rồi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hài hòa, hạnh phúc. Và mục tiêu cụ thể họ chia ra các mốc mà chúng ta thấy 120, 125, 130 anh chị nhá. 20 thấy từ với bốn nội dung đấy là thể chế hóa nghị quyết, hai là hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, ba là đẩy mạnh chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh và cấp huyện không phải địa phương, bốn hoàn thành về xây dựng vị trí việc làm. Mốc trong với quy định cụ thể trong 2 năm thì liên quan hoàn thiện với thấy có ba cái nội dung trong mục tiêu cụ thể đấy, hoàn thiện chuẩn hóa đồng bộ rồi cơ bản bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không phải người địa phương hoàn thành ở cấp huyện, rồi thứ ba là xây dựng đúng mức cấp đông tiêu chuẩn chức danh vị trí nào. Mốc thứ ba mục tiêu cụ thể là 130 đấy là xây dựng đúng cán bộ các cấp chuyên nghiệp có chất lượng cao và cơ bản xây dựng cán bộ cấp lãnh đạo cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó thì họ đưa ra rất là cụ thể chúng ta thấy ở đây với những cái phần mà chúng ta thấy chia ra với các cấp cán bộ chiến lược, rồi với cán bộ lãnh đạo quản lý tổng cục vụ văn phòng tương đương, với cán bộ lãnh đạo quản lý địa phương, cán bộ lãnh đạo chỉ huy quân đội công an, cán bộ quản lý khoa học chuyên gia, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước. Trong đó thì có những cái nội dung mà chúng ta thấy đưa ra với cái phần về khả năng làm việc trong môi trường quốc tế đấy, chúng ta sẽ có lần lượt các câu hỏi cái khái quát lại để chúng ta ghi nhớ về các tỷ lệ đấy. Thì quay lại với câu hỏi số 57 như phần từ khóa của thầy vừa chia sẻ trong 2 năm thì chúng ta thấy có một phần liên quan chuẩn hóa đồng bộ quy chế quy trình cán bộ, nó nằm trong cái nội dung rất là rõ bốn cái ba cái phần nội dung trong phần nghị quyết số 26 đấy, đưa ra rất là rõ đúng không, trong tiêu cụ thể 125 anh chị nha, cùng với phần cơ bản bố trí bí thư cấp tỉnh đấy, không người địa phương ấy, rồi xây dựng các mục tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm, đây là một trong ba cái mục tiêu 125 là như vậy. Ta đi tiếp với nội dung ở câu hỏi số 58 liên quan đến nội dung nghị quyết 26 thì đến năm bao nhiêu đây, nó thấy hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm đấy, vì làm người ta vừa đọc xong thì chúng ta thấy rồi, gắn với phần rà soát đúng các mục kiện toàn bộ máy tinh gọn hiệu lực hiệu quả đúng không ạ, thì chúng ta thấy rất là cụ thể hoàn thành đó, ta nhớ từ khóa để phân biệt và hoàn thành vị trí việc làm, rà soát cơ cấu đội ngũ thì đây là mốc 120. Thế còn chúng ta thấy mốc 125 họ cũng chúng ta thấy là có nội dung là liên quan, ta hay nhầm là thành ra là về xây dựng đội ngũ các cấp đấng tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm, thế còn đây là hoàn thành về xây dựng chi làm rà soát cơ cấu thì nó là mốc 120 anh chị nhá. Đấy, thì chúng ta thấy cụ thể ở đây khoảng 58 anh chị em chọn là A, và để phân biệt đấy một chút thì kia là chức danh đó, và cái phần mà hoàn về tâu tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm, còn đây là hoàn thành được xây dựng vị trí việc làm, đấy là sự khác biệt để chúng ta ghi nhớ. Ta đi vào khoảng 59 mà phần từ khóa mà thầy đã trao đổi với anh chị em là liên quan đến phần mà khả năng làm việc trong môi trường quốc tế đấy, thì gắn với rất rõ ở đây với phần câu hỏi đã ra có bao nhiêu 130 đấy, mục tiêu cụ thể của phần trăm mà cán bộ cấp chiến lược đủ làm việc môi trường quốc tế cũng chia sẻ, chúng ta thấy họ tách ra rất là rõ. Nếu mà chúng ta thấy là với cán bộ cấp chiến lược mà từ 40 đến 50% là nằm khả năng môi trường quốc tế đúng không, thứ hai đối với cán bộ lãnh đạo quản lý cấp vụ tổng cục đấy, phòng tương đương ở trung ương thì ta sẽ tỷ lệ 50 60 làm việc trong môi trường quốc tế, còn với lãnh đạo địa phương thì chúng ta tỷ lệ làm trong môi trường quốc tế sẽ là 25 đến 35% anh chị nhá, đây chúng ta tắc bạch. Với cán bộ lãnh đạo chỉ huy quân đội công an thì chúng ta thấy liên quan có từ 20 đến 30% làm việc trong môi trường quốc tế đúng không ạ, ta thấy rất là rõ ở đây gọi là về môi trường quốc tế đấy, là tỷ lệ nó chia ra. Còn cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước là tỷ lệ cao nhất là về trong một quốc tế từ 70 đến 80%. Đấy, ta nhớ đây là khái quát thu vào những cái gì nào tỷ lệ về làm việc trong môi trường quốc tế đúng không? Thì quay lại để chúng ta nhớ là liên quan đây là cán bộ cấp chiến lược thì tỷ lệ chúng ta thấy rồi đúng không? Là làm việc trong môi trường quốc tế sẽ là từ gì 40 đến 50%. Đấy, chúng ta thấy rất là rõ. Thế còn sau này chúng ta thấy tỷ lệ thấp nhất ấy, gắn với cán bộ lãnh đạo chỉ huy đúng không, là từ 20 30% là môi trường quốc tế thôi, còn lãnh đạo mà quản lý địa phương từ 2 năm 3 năm là cao hơn đúng không. Đấy, chúng ta thấy rất là rõ rồi, đến tiếp là cán bộ cấp chiến lược như câu hỏi này là 40 50, còn tổng cục quản lý cổng vụ phòng là 50 60, cao nhất là với cán bộ quản lý doanh nghiệp nước là từ 70 đến 80 làm việc trong môi trường quốc tế. Đấy, thấy tách ra tinh tiến mà chúng ta ghi nhớ anh chị nhá, nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Ta đi vào câu hỏi 60, câu hỏi cuối cùng trong bộ đề. À, thì chúng ta thấy câu hỏi được đưa ra rất là rõ ở đây với nội dung nghị quyết số 26 định về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đúng không ạ, phủ phẩm chức năng uy tín ngang tầm nhiệm vụ do công an làm ban hành, thì chúng ta thấy rồi do ban chấp hành trung ương đảng ban hành
đây cụ thể nằm trong khóa 12 ban hành, trong đó thì quy định rất rõ, thể hiện lại về tình hình nguyên nhân, nó chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế yếu kém, nguyên nhân yếu kém, và đưa ra những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, trong đó thì bao quát rất rõ trong nội dung 5 quan điểm, rồi các mục tiêu tổng quát, rồi các mục tiêu cụ thể đến 120, 125, 130, rồi những nhiệm vụ giải pháp cũng được quy định chi tiết trong nghị quyết này, cùng với tổng thể 8 cái nội dung trong nhiệm vụ giải pháp, trong đó đề ra hai cái trọng tâm và 5 đột phá. Đấy, thì chúng ta cần ghi nhớ rồi phần tổ chức thực hiện trong nghị quyết số 26 này anh chị nha. Như vậy là thầy đã giải đáp xong toàn bộ 60 câu hỏi cán bộ đề hôm nay. Anh chị em bao quát 6 văn bản trọng tâm, đó là Hiến pháp năm 2013, rồi là Tổ chức Chính phủ 25 sửa đổi 2019, rồi Nghị định số 14 năm 2023, rồi Nghị quyết số 52 năm 19, Nghị quyết số 11 năm 2017, Nghị quyết số 26 năm 2018. Đầy đủ anh chị em với đáp án, những lời giải thích, nhắc lại các từ khóa và cấu trúc từng thành phần ngắn, nó có sự logic liên hệ với nhau, thì anh chị em nhớ giúp video thầy dạy xong trên Zoom này thì thầy sẽ để up lên lớp, nên anh chị em được nghe lại, học lại, đi làm lại. Thì lịch trình thấy những thông tin sáng nay thầy đã có được từ anh chị em gửi, thì thầy đã gửi lên nhóm chúng ta nắm bắt thông tin đó, thì đã có thông dự kiến là chúng ta là 28 là chúng ta sẽ liên quan đến cái việc mà chúng ta sẽ khai mạc thi, và 29 chúng ta bắt đầu thi môn tiếng Trung vòng 1. Đấy, số lượng rất đông, ở đây 1.700 thí sinh dự thi đúng không ạ? Một kỳ thi này rất là đông đấy, nó đông hơn cả 2 đợt trước, nên là chúng ta cố gắng anh chị em phải nỗ lực, và chắc từ ngày mai thì sẽ lên cái kế hoạch dần để chúng ta cái việc mà cái nhóm này chúng ta cùng tương tác, để chúng ta 4 giờ chúng ta gọi nhau, chúng ta vào học thực hiện lộ trình rất là rõ. Rồi thứ bảy chủ nhật này thầy sẽ tiến hành liên quan đến thiết lập cái hệ thống để anh chị em làm cái đề trực tuyến trên website anh chị nhá. Thế còn chúng ta bây giờ chúng ta thấy là chúng ta đấy đã hoàn thành vòng 1 đã, vòng 2 thì chúng ta thấy với kỳ thi của Bộ Tài chính chúng ta thấy về cơ bản chúng ta qua được vòng 1 là chúng đỗ vòng 2. Còn vòng 2 thì trên cơ sở chúng ta chờ bộ ban hành chính thức tài liệu, hôm trước là chỉ là dự thảo thôi, dự kiến thôi. Đấy, thầy đã nhắc anh chị em rất nhiều lần rồi, khi học thầy thầy anh chị biết những thông tin mà thầy có nó phải như thế nào đúng không ạ? Chúng ta thấy chỉ vào lớp anh chị em học theo đúng những gì thầy dạy, theo đúng lộ trình kế hoạch, thầy biết nội dung nào nào cần làm trước cho anh chị em, cũng biết anh chị em lo lắng cho kỳ thi, nhưng mà lo lắng của anh chị em nhiều khi nó không có kinh nghiệm, và nhiều khi chúng ta sẽ ôm đồm và chúng ta không ưu tiên được cái vòng nào quan trọng, những cái nội dung nào cần học nào trước đúng không? Đấy, còn chúng ta thấy là với vòng 2 chúng ta thi viết là chúng ta mang tài liệu, thì thầy sẽ tính toán để chúng ta có những tài liệu tốt nhất, chúng ta được phân, thầy sẽ hướng dẫn anh chị em để sắp xếp khoa học nhất để lựa chọn những tài liệu để chúng ta vào đó chép nó đảm bảo nội dung đúng trọng tâm anh chị nha. Để bây giờ chỉ mong cái thời gian này là chúng ta tập trung chính đúng không, tới 90% là phải cho vòng 1. Đấy, vòng 1 hôm qua thì vòng 2 chả còn ý nghĩa gì nữa đâu, nên rất mong là chúng ta hiểu điều đó. Còn khi đã kỳ thi tổ chức thì thầy biết làm những gì tốt nhất cho anh chị em, tính toán những nội dung ôn tập, anh chị em vào lớp nhìn thầy thiết kế nội dung lớp hay quá trình học, tất cả những nội dung thầy rất rõ ràng đúng không, nội dung học hay là thời gian học, có sự thay đổi về lịch học thầy đều thông báo tới anh chị em rất rõ ràng cụ thể khoa học. Thì rất mong anh chị em hiểu điều đó, chúng ta dành cái tâm trí đó tập trung cho việc học trong lớp nha, tránh bị phân tán những cái thông tin. Đấy, chúng ta thấy ngay thông tin chúng ta thấy trước đây bảo thi không thi, đấy nó có những thành phần họ làm rối loạn thông tin mà chúng ta không kiên định. Đấy, không có thầy ở đây động viên anh em hay là khẳng định cho anh chị em, chúng ta thấy rất bị dao động đó. Và với những người kinh nghiệm thầy đã tổ chức đợt này là thứ ba, đấy, Bộ Tài chính tổ chức, thầy đồng hành với mọi người chắc chắn là đủ để hỗ trợ cho anh chị em đó. Thì nhắc lại một lần nữa đó, cả người mới người cũ chúng ta vào lớp chúng ta học theo những gì thầy hướng dẫn, tập trung đúng nội dung như vậy đúng không, để chúng ta thi càng đỗ anh chị nhá. Và xin phép chào anh chị em, cảm ơn anh chị em rất nhiều, xin Cảm chào ơn anh chị thầy. em, Chào, chào thầy. Chào thầy. và Chào xin thầy phép được ạ. tắt máy anh chị em nhé. Vâng.